Bộ Y tế cho biết sáng nay Việt Nam ghi nhận 34 ca mắc Covid-19, trong đó có 33 ca lây nhiễm trong nước được ghi nhận tại Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn, Nam Định, một ca nhập cảnh cách ly tại Đà Nẵng. Thông tin cụ thể như sau. Vĩnh Phúc ghi nhận 13 ca, tất cả đều liên quan đến ổ dịch tại quán bar karaoke Sunny. Các trường hợp trên đã được cách ly tập trung từ trước, đang điều trị tại Bệnh viện Giã Chiến, tỉnh Vĩnh Phúc. Đà Nẵng thêm 7 ca mới liên quan đến ổ dịch tại Ba New Phương Đông và Thẩm mỹ viện Amida. Bắc Giang công bố thêm 6 ca đều liên quan đến ổ dịch tại công ty Xinjiang, khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Giã Chiến, Bắc Giang. Hà Nội ghi nhận 5 ca, trong đó có 4 ca mắc trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, là hai nhân viên y tế và hai bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện. Các còn lại của hà nội ghi nhận tại ổ dịch thường tín là f1 của bệnh nhân 3.93 về từ đà nẵng đến nay ổ dịch này đã ghi nhận 14 ca nam định ghi nhận 1 ca covid 19 là bệnh nhân 12 tuổi ở huyện trực ninh là f1 của bệnh nhân 3.126 trường hợp này đã được cách ly tập trung từ trước đang điều trị tại trung tâm y tế huyện trực ninh Lạng Sơn ghi nhận một trường hợp là bệnh nhân nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Trang Định, có tiền sử đi về xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã chủ động đi khai báo y tế. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi, Đà Nẵng. Như vậy, tính đến 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 3.571 ca COVID-19, trong đó có 2.131 ca ghi nhận trong nước. Riêng từ ngày 27 tháng 4 đến nay, cả nước ghi nhận thêm 562 ca cộng đồng tại 27 tỉnh.